Giờ mình sẽ nấu cháo lòng luôn nhé. Để nấu cháo lòng thì các bạn lúc nãy phần tiết thừa ấy mình để lại như này. Đây tiết là để mình làm rồi lúc nãy đấy ạ. Mình để lại một ít tiết này. Để tí nữa sáo sủi thì mình sẽ cho vào. Cháo chín ấy thì mình sẽ cho vào. Chín nhưng mà chưa nhừ mình sẽ cho vào. Và đây gạo lếp, gạo tẻ ạ. Các bạn chuẩn bị cho mình này. Gạo lếp bằng 3 lần gạo tẻ nhé. À, gạo tẻ bằng 3 lần gạo lếp nhé. Trước tiên các bạn nấu đặc trước bằng nồi cơm điện này. Sau đó mình sẽ cho vào cái nước luộc rồi, nước lòng ấy, luộc rồi ấy. Ở cái clip mà làm lòng rồi ấy, mình đang luộc ấy, thì mình sẽ cho vào. Và cho cái tiết mà còn thừa, cho vào mình nấu cùng. Vậy trước tiên là nấu gạo lếp, gạo tẻ thành cháo đặc một chút. Xong mình pha mấy cái nước kia là vừa. Bếp vo sạch để mình nấu đã nhá. Bây giờ mình sẽ nấu cháo thật đặc. Đặc sau đó mình sẽ lấy luôn cái nước luộc rồi đấy ạ. Mình sẽ lấy nước cái nước luộc rồi này. Khi mà cháo mà chín đặc rồi mình lấy nước luộc rồi này. Mình pha vào cháo và cho cái phần tiết. Và cho phần tiết này vào cùng. Khi rồi đã chín rồi mình sẽ múc hết ra và mình sẽ cho đổ bớt cái nước này đi. Và mình sẽ cho cháo đặc mình nấu ở nồi cơm điện vào nhé. Trước khi cho cháo thì mình sẽ cho thêm một ít xương nữa vào mình ninh cho ngọt. Mình ninh khoảng 20 phút để cho xương nó ra bớt nước ngọt. Sau lúc đấy mình sẽ cho cái phần tiết này vào và cho cháo vào ninh cùng luôn. Ninh thêm nửa tiếng nữa là tầm 50 phút nữa là được. Khi mà đã ninh được khoảng 20 phút đấy thì các bạn kiểm tra nhé. Và các bạn cho luôn tiết vào. Bây giờ mình sẽ lấy cháo, mình sẽ cho luôn cháo vào. Cháo mình mới chỉ mới ninh bằng nồi cơm điện cho nó mềm hơn đó. Đây nồi cháo mình mới đây, mình mới ninh cho vỡ hạt gạo và như này. Bây giờ mình sẽ đổ luôn vào cùng. Các bạn mình ninh trước thì nấu vào cái này nó mới nhanh chín được. Và ninh đặc như mình như này thì cho vào cái nước này là nó sẽ nở lên và nước nó sẽ hòa ra là vừa. Không được ninh nhiều nước nhé. Đây này tí nữa gạo nó sẽ nở ra là vừa. Có xương này, có tiết này, hay gọi là huyết heo, heo này. Tí nữa cho thêm ít dồi nữa vào nữa là món cháo nòng dồi này nó rất là hấp dẫn rồi đấy ạ. Bây giờ đến cái công đoạn là nấu chín thôi. Để nấu chín thì các bạn cho lửa nhỏ thôi để cho nó không bị sát vào nồi. Và thỉnh thoảng các bạn đảo một chút nhé, bằng phải dùng thìa đảo thì nó mới không bị bén vào nồi nhé. Các bạn nhìn này, có ít tiết, nhìn rất là ngon đúng không ạ? Cháo lòng rồi rất là đơn giản, rất là hấp dẫn ạ. Và các bạn lưu ý cho mình là đừng cho gia vị gì nhé. Vì cái tiết nó đã mặn rồi ấy, tí nữa mình chỉ cho thêm mì chính nữa thôi. Hay là bột ngọt đấy ạ. Với món cháo lòng này các bạn không cần phải nấu kỹ hạt gạo quá mức mà các bạn cứ để hạt gạo như thế này. Này, nghĩa là nó chín như này là được này. Nó mở bung như này là được. Và nó loãng như này là được ạ. Nó không giống mình nấu cháo kia. Đây gọi là cháo hoa đấy ạ. Nó lở hoa như này là rồi đấy ạ. Và bây giờ mình cho thêm một ít rồi mình đã thái sẵn rồi nhé. Mình cho vào. Các bạn chỉ cần thêm một ít mì chính nữa là được. Mình vừa cho thêm ít mì chính rồi. Không cần mì gì nữa. Và khi ăn thì các bạn rắc ít hành lá lên trên nữa là xong rồi ạ. Như vậy là mình đã làm xong món cháo. Mình đã làm xong món cháo lòng rồi đấy ạ các bạn ạ. Có xương này, có xương ninh này cho nó ngọt nước này. Có lòng này, rồi này. Có tiết này. Các bạn phải múc loãng loãng này ăn nó mới đúng kiểu cháo lòng các bạn nhé.
ăn đến đâu mình múc đến đấy cho nó nóng. Bây giờ mình sẽ ra mâm cơm mình ăn đấy ạ. Và mình sẽ cho hành lá vào cái bát con của mỗi người, sẽ ăn đâu mình sẽ múc vào nhé. Và trước khi mình dừng video mình sẽ ăn thử một chút cho các bạn. Cháo của chúng ta không cần phải cho gia vị mà rất là vừa, vì cái tiết này nó đã mặn rồi. Và chỉ cho một chút mì chính cho nó ngọt đấy ạ. Và mình sẽ dừng video tại đây nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình. Đây, bố đấy. Đây.